Xin kính chào quý vị, chúc quý vị một buổi tối với nhiều niềm vui. Mời quý vị cùng xem chuyện 22 giờ tối nay của truyền hình Hậu Giang với những câu chuyện mới nhất. Dù đã ngoài 60, có đến tận 6 đứa cháu, nhưng một người phụ nữ quê An Giang vẫn hàng ngày ôm cặp sách tiếp tục việc học trên giảng đường đại học. Khó tin việc một bệnh viện ở miền Tây nuôi cá trồng rau bằng chính nước thải của bệnh viện. Để thỏa lòng đam mê phim ảnh, hàng loạt nghệ sĩ Việt đã từng bán nhà, lâm cảnh nợ nần để làm phim. Nhà thờ Đức Bà Paris xuống cấp nghiêm trọng sau hơn 850 năm chống chọi với thiên nhiên. Thưa quý vị, mặc dù đã 62 tuổi và đã có 6 đứa cháu, nhưng mà bà Vi Thị Kiên, ngụ ở xã Tà Đành, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang, vẫn không từ bỏ mong muốn được học đại học. Kỳ thi tuyển sinh vừa qua, bà đã dở qua khi hay tin mình đậu vào ngành luật trường Đại học Cần Thơ. Người phụ nữ lớn tuổi này lại một lần nữa minh chứng cho câu nói, học chưa bao giờ là đủ và cũng chẳng khi nào là muộn. Chia sẻ với đồng nghiệp của chúng tôi, bà Kiên cho biết, cách nay trên 40 năm, sau khi học hết tú tài 1, tức là hết lớp 9, bà muốn học tiếp. Nhưng do hoàn cảnh gia đình lúc bấy giờ vô cùng khó khăn, bà phải bỏ lỡ giữa chừng. Đến năm 2014, sau khi đã lo cho 4 người con ăn học đàng hoàng và có việc làm ổn định, bà quyết định học tiếp để lấy bằng tốt nghiệp phổ thông trung học. Kỳ thi tuyển sinh năm 2017 vừa qua, bà ngoại của 6 đứa cháu ở An Giang đã đậu vào ngành luật trường Đại học Cần Thơ. Khi mà mình được nhận báo tin là cái giấy trúng tuyển là được đậu và được đi vô đại học đó thì cái niềm vui rất là lớn. Tại vì ngày xưa cô cũng mơ ước đặt chân vào trường đại học, nhưng mà cái mơ ước của cô nó không có được hiện thực. Mà cái mơ ước đó hiện giờ nó trải qua tới 40 mấy năm cô mới thực hiện được. Bước vào giảng đường đại học ở tuổi đã ngoài 60, bà Vi Thị Kiên đã khiến các bạn học cùng lớp vô cùng khâm phục. Không dừng lại ở đó, bà cũng đã được các giảng viên đánh giá là một người có thái độ học tập rất tốt. Dù bà Kiên không phải là người duy nhất bước tiếp con đường học vấn vốn đang dang dở thời son trẻ, nhưng bà đã làm dày thêm danh sách những tấm gương, những bài học quý, có lẽ sẽ là động lực thúc đẩy những người đã trót dang dở nghiệp đàn sách có thêm nghị lực viết tiếp ước mơ của cuộc đời mình. Thưa quý vị, còn đây là người phụ nữ dám từ bỏ quê nhà Nghệ An để đưa con lên Hà Nội ở trọ với mục tiêu duy nhất là cho con có môi trường học tiếng Anh tốt nhất. Từ lúc con 5 tuổi, chị Hiền đã cho con mình là bé Võ Thị Khánh Ly tiếp xúc với tiếng Anh. Mỗi ngày, chị chở con khoảng 10 cây số ra thành phố Vinh để học Anh ngữ. Nhưng ngày càng chị nhận thấy con cái yêu thích và có năng khiếu về môn ngữ đó. Và hai vợ chồng quyết định cho con lên Hà Nội học nhằm cho con có môi trường tốt hơn để rèn luyện khả năng thực hành giao tiếp với người nước ngoài. Ba cháu bé ở quê, còn hai mẹ con khăn gói lên Hà Nội ở trọ. Cuộc sống vốn khốn khó nên ban ngày chị Hiền bán trái cây dĩa hè. Mỗi tối, hai mẹ con dắt nhau đi dọc bờ hồ, nơi có đông du khách nước ngoài để giao tiếp, tăng khả năng nói. Vì ước mơ của bé Ly là muốn đi du học ở nước Mỹ và làm bất cứ công việc gì được nói tiếng Anh. Mơ ước cả đời của người làm cha làm mẹ này có lẽ cũng không nằm ngoài điều đó. Còn ở Bến Tre, có một lớp học đặc biệt chuyên dạy tiếng Anh miễn phí cho trẻ em nghèo do một bà giáo làng mở ra. Mặc dù tuổi cao sức yếu nhưng mà chính sự tận tâm tận tụy của bà không chỉ giúp cho các cháu nhỏ, những người nghèo có kiến thức mà còn cả niềm say mê học tiếng Anh để bước vào đời. Chuyện về bà giáo làng này sẽ được chúng tôi kể đến ở câu chuyện trong ngày, phần cuối của chương trình. Thưa quý vị, khởi nguồn cho tất cả sự thành công trong cuộc sống, đa phần đều bắt nguồn từ sự học. Minh chứng cho điều đó là nhiều phát minh sáng chế có giá trị lần lượt ra đời. Như là trong lĩnh vực y học, thời gian gần đây có nhiều bệnh viện đã ứng dụng thành công cách điều trị mới, mang lại tia hy vọng cho nhiều bệnh nhân. Gần đây nhất là vào ngày hôm qua, thông tin từ Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, bệnh viện này vừa ứng dụng thành công keo sinh học trong điều trị bệnh suy giãn tĩnh mạch nông chi dưới cho hai trường hợp bệnh nhân đầu tiên đang ở độ 2 và 3. Thạc sĩ bác sĩ Trần Thanh Vĩ, trưởng khoa lồng ngực mạch máu của bệnh viện cho biết, điều trị suy giãn tĩnh mạch nông chi dưới bằng keo sinh học là phương pháp mới, ít xâm lấn, thời gian thực hiện từ 15 đến 20 phút và hồi phục nhanh.
Phương pháp này đặc biệt ý nghĩa trong những trường hợp người bệnh có chỉ định phẫu thuật nhưng không thực hiện được vì những yếu tố tâm lý, nguy cơ khi tê tủy sống hay gây mê, hoặc là loét chân ngay vị trí rạch da phẫu thuật. Tỷ lệ thành công khi ứng dụng phương pháp này trên thế giới là 95%. Một vấn đề đang được ngành y quan tâm không kém bên cạnh chức năng thăm khám điều trị bệnh, đó chính là việc kiểm soát chất thải y tế. Vì nếu không được xử lý tốt, hàng trăm tấn rác thải y tế từ các bệnh viện thải vào môi trường mỗi ngày sẽ tác động ngược, đe dọa sức khỏe con người. Nhằm nâng cao nhận thức cho cộng đồng, đặc biệt cho đội ngũ y bác sĩ về hoạt động quản lý chất thải y tế, Cục Quản lý Môi trường Y tế và Dự án Hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện đã tổ chức cuộc thi tìm hiểu về quản lý chất thải bảo vệ môi trường trong hoạt động y tế. Vòng chung kết được diễn ra vào chiều hôm qua. Vòng chung kết toàn quốc được tổ chức tại Hà Nội với sự tham gia của 4 đội chơi là Bệnh viện Phổi Trung ương, Trung tâm Y tế Dự phòng Nghệ An, Bệnh viện Đa khoa Long An, Bệnh viện Đa khoa Khu vực Bồng Sơn. Sau 3 phần thi sôi nổi, đội thi từ Bệnh viện Phổi Trung ương đã xuất sắc giành chiến thắng. Với cách truyền tải kiến thức phong phú, dễ hiểu về lĩnh vực quản lý chất thải y tế, cuộc thi đã trở thành một khóa tập thú vị, hấp dẫn đối với cán bộ y tế. Sau cuộc thi này, các cơ sở y tế sẽ ứng dụng kiến thức và kinh nghiệm để cải thiện tốt hơn môi trường y tế của mình. Mong rằng chính những chia sẻ thú vị trong cuộc thi, mỗi địa phương sẽ có cách quản lý xử lý tốt rác thải y tế, tránh nguy hại cho sức khỏe người dân. Còn ở Bệnh viện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu, khó ai có thể hình dung nguồn nước thải y tế đen kịch, bốc mùi trước kia thì giờ lại được tận dụng để nuôi cá, tứ rau. Tại Bệnh viện Giá Rai, suốt 3 năm qua, hơn 100 mét khối nguồn nước thải y tế sau khi được xử lý không thải ra môi trường mà được tận dụng triệt để nuôi cá, trồng rau. Ngay cạnh khu xử lý nước thải y tế của bệnh viện là các hồ cá nhỏ. Một hồ có 7 chú hải tượng dài hơn 1 mét. Hồ kế bên, bác sĩ nuôi cá tai tượng, cá chép, cá rô phi để cải thiện bữa ăn hàng ngày. Ngay kế bên hồ là một vườn rau muống, rau dền, mồng tơi. Đều đặn 2 lần một ngày sẽ được các chợ phun tự động dùng nước thải y tế đã qua xử lý tưới đều và là nguồn rau xanh hàng ngày cho các bộ y tế và bệnh nhân. Trong dịp lễ Vu Lan báo hiếu, hoa Huệ được nhiều người lựa chọn bởi vì loài hoa này tượng trưng cho sự thanh khiết và cũng bởi cái tên, nhiều người thường nghĩ ngay đến Ân Huệ. Ở miền Tây, khi nhắc đến loài hoa này, không ít người nghĩ ngay đến ở huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp, địa phương được mệnh danh là Dương quốc của Huệ trắng. Sau đây là hình ảnh do khán giả cung cấp cho chương trình về không khí sôi động đang mùa thu hoạch nơi đây. Nếu có dịp đi trên các nẻo đường của xã Phong Hòa, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp, sẽ bắt gặp nhiều chuyến xe lớn nhỏ đang hối hả vận chuyển những bó huệ trắng đi các tỉnh thành lân cận như thành phố Cần Thơ, Tiền Giang, thành phố Hồ Chí Minh. Năm nay, lượng khách đặt hàng tăng khoảng 10% so với năm ngoái. Dù giá cả bán ra so với ngày thường đã tăng từ 10 đến 20%, nhưng cũng không đủ hàng để bán. Hiện nay, giá mua vào tại các dựa địa phương từ 2.000 đồng đến 5.000 đồng một nhánh, bán ra từ 4.000 đến 7.000 đồng một nhánh. Với mức giá thu mua như hiện nay, sau khi trừ hết các khoản chi phí, mỗi công hoa huệ, người trồng sẽ lời từ 6 triệu đến 10 triệu đồng, cao gấp 3 lần so với trồng lúa. Thưa quý vị, mới đây chương trình chúng tôi có nhận được đơn kêu cứu của một khán giả tên Huỳnh Thị Lệ Hằng ở xã Xuân Hòa, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng. Bản thân đang mắc bệnh tim hở ba lá, chỉ có phẫu thuật mới mong hết bệnh, nhưng không có tiền điều trị. Do gia đình quá nghèo, không có ruộng đất sản xuất, nên gia đình lưu lạc đến phường 1, thị xã Ngã Năm, làm nghề buôn bán da chai. Hiện gia đình rất mong nhận được sự chung sức từ cộng đồng để giúp cho chị Lệ Hằng qua cơn bệnh. Chị Hồng Thức này, có bao giờ là chị có một niềm đam mê gì đó mà chấp nhận bán tất cả những gì mình có để mà thực hiện đam mê đó không? Lúc mà còn đi học á, thì Hồng Thức có sở thích á, là sưu tầm viết, cho nên có bao nhiêu tiền thì cũng đổ vào đó hết. Nhưng mà từ lúc đi làm rồi á, thì không có đủ can đảm để đánh đổi như thế nữa. Vậy mà để thỏa lòng đam mê là tạo nên những sản phẩm chất lượng thì không ít sao Việt đã bán tất cả các những tài sản mình có được, thậm chí là nhiều người còn phải dây nợ bán nhà để mà thực hiện ước mơ có kinh phí sản xuất những bộ phim hấp dẫn. Và sau đây là một loạt nghệ sĩ từng phải làm cảnh túng thiếu như thế mà chương trình vừa tổng hợp. Mới đây nhất, cặp đôi Trang Anh, Tú Vi gặp không ít khó khăn khi lần đầu ra làm nhà sản xuất phim.
trong một bài phỏng vấn trước khi bộ phim điện ảnh Đời cho ta bao lần đôi mươi ra mắt, Tú Vi tiết lộ cô giọng xã đã bán cả nhà và xe, dồn toàn bộ vốn liếng cho đứa con tinh thần này. Việc bộ phim dời lịch phát sóng đã khiến vợ chồng diễn viên gặp khó khăn về mặt tài chính. Đại diện Mai Thái Hiệp cũng cầm cố nhà cửa và bỏ toan mọi chi phí để sản xuất bộ phim đầu tay có căn nhà nằm nghe nắng mưa. Sau khi ra rạp, phim nhận được phản hồi tích cực từ phía khán giả. Trước đó, ông cũng lo lắng bộ phim với đề tài tình cảm gia đình sẽ khó thu hút khán giả. Con có giết thằng Vũ không? Buông tôi ra đi! Để tôi đi mà! Ra đi! Từng gây chú ý bởi bộ phim hành động Dán ba lần nữa, Dòng máu anh hùng, thông tin đạo diễn Nguyễn Chánh Tính bán nhà, phá sản khiến công chúng không khỏi bất ngờ. Theo chia sẻ của đạo diễn, bộ phim Dòng máu anh hùng bị sao chép, in đĩa lậu đã làm cho băng đĩa sản xuất không thể bán ra thị trường nước ngoài. Những nơi máu đổ, người hùng thì phải vậy. Trước khi trở thành một đạo diễn có tiếng như hiện nay, vợ chồng Thanh Thúy, Đức Thịnh khá chật vật trong ngày đầu lấn sân sang lĩnh vực sản xuất phim. Để bộ phim Yêu đến tận cùng được ra mắt đúng thời hạn, nữ diễn viên giải bài: do việc thanh toán phim trước chưa hoàn tất, tôi chưa thu hết được số tiền bỏ ra sản xuất nên phải bán nhà trước để trang trải cho phim mới. Một nghiên cứu của Mỹ gần đây với những người trưởng thành đã cho kết quả nam giới nghĩ đến tình dục 19 lần trong ngày, còn nữ giới thì cũng đã 10 lần. Vậy nếu đang ở tuổi dậy thì độ tuổi mà các hormone tò mò giới tính bắt đầu hình thành và tăng cao thì tần suất ấy sẽ là bao nhiêu? Nhìn thấy được điều đó cũng như là đã từng là cậu bé trải qua giai đoạn dậy thì, một đạo diễn người Thái Lan Nawfat Chiwaprabhat mong muốn làm ra một bộ phim tuổi teen truyền tải một cách thẳng thắn và thực tế nhất các vấn đề giới tính và tình dục tuổi dậy thì. Và phim Bí mật tuổi dậy thì do Thái Lan sản xuất đã ra đời và chính thức ra rạp Việt Nam vào ngày hôm nay 1 tháng 9. Bí mật tuổi dậy thì xoay quanh cậu mọt sách 15 tuổi Charlotte Lett, bắt đầu nhận thức về tình yêu và tình dục. Cậu phải lòng Cherry, cô bạn hot girl được nhiều người chú ý. Để chiếm được tình cảm của cô, Charlotte Lett phải thắng cuộc thi nghiên cứu khoa học. Phim có nhiều cảnh cũng như lời thoại nhạy cảm ám chỉ tình dục. Và Tan Farod, cựu hot girl của mạng xã hội Thái Lan, thủ vai dì của Charlotte Lett. Theo đạo diễn Nawfat Chiwaprabhat, anh nảy ra ý tưởng khi mới rời đại học, sau đó dành 9 năm để phát triển kịch bản thành một tác phẩm mang đến cái nhìn khác về tình dục. Phim nhìn việc giáo dục giới tính qua lăng kính khoa học, tác phẩm đặt ra câu hỏi về khái niệm trưởng thành, bao nhiêu tuổi thì đủ lớn để tìm hiểu về giới tính. Thưa quý vị, Liên hoan phim quốc tế Venice 2017 đã chính thức diễn ra tại thành phố kênh đào xinh đẹp của Italia, thu hút nhiều tên tuổi lớn của các nền điện ảnh. Năm nay, vinh dự mở màn cho sự kiện điện ảnh uy tín lâu đời bậc nhất thế giới này là bộ phim Downsizing của đạo diễn Alexander Payne. Thuộc dòng phim châm biếm, Downsizing lấy bối cảnh tương lai khi con người sở hữu công nghệ thu nhỏ bản thân nhằm giúp cuộc sống trở nên bớt đắt đỏ. Thủ diễn chính trong phim là hai ngôi sao Matt Damon và Kristen Wiig. Downsizing cũng là một trong 6 tác phẩm của điện ảnh Mỹ tham gia cuộc đua tranh giải sư tử vàng danh giá tại Liên hoan phim Venice năm 2017. Góp mặt trong danh sách 21 tác phẩm tranh giải có hai đại diện của châu Á là The Tour Border của Nhật Bản và Angel Rear White của Trung Quốc. Liên hoan phim quốc tế Venice là một trong những điểm dừng chân quan trọng trên đường đua Oscar đối với các tác phẩm, đồng thời giới thiệu đến công chúng nhiều bộ phim độc đáo của điện ảnh thế giới. Sau khi quỷ diễn tại thành phố Houston, bang Texas, do ảnh hưởng của cơn bão Harvey, ban nhạc Coldplay đã có buổi hòa nhạc tại Miami thuộc bang Florida của Mỹ. Đặc biệt, nhóm nhạc nổi tiếng của Anh đã thể hiện ca khúc Houston No. 1 do chính nhóm sáng tác để tưởng nhớ những nạn nhân của trận bão lịch sử tại Mỹ. Trưởng nhóm Chris Martin cho biết ca khúc mới được nhóm sáng tác sẽ không bao giờ được chơi lại lần nữa. Thưa quý vị, theo thông cáo báo chí chính thức của Apple, hơn một tuần nữa sự kiện ra mắt điện thoại iPhone 8 sẽ diễn ra tại California của Mỹ. Đây được coi là siêu phẩm đánh dấu mốc thời gian 10 năm của ông hoàng công nghệ Apple.
Chính vì thế, những thông tin về giá cả, mẫu mã, thiết kế và loạt cải tiến của Oppo cho iPhone 8 đang trở thành thông tin hot, được săn lùng và đồn thổi trong cộng đồng công nghệ thế giới. iPhone 8 đang được đồn đoán là có mức giá khủng trên 1.000 đô la Mỹ, trong khoảng 27-30 triệu đồng. Nghiễm nhiên trở thành sản phẩm đạt kỷ lục về mức giá trong tất cả các dòng điện thoại đi trước của Apple. iPhone 8 được cho là sẽ sở hữu màn hình OLED tràn diện, tiết kiệm năng lượng. Bên cạnh đó, một phiên bản lớn hơn rất có thể sẽ được trình làng bên cạnh hai phiên bản thông dụng trước là 4.7 và 5.5 inch. Nút Home sẽ được tích hợp trên màn hình cảm ứng. Việc nhận dạng khuôn mặt để mở khóa điện thoại có thể sẽ là bước đột phá công nghệ lớn nhất của Apple. Nhiều dân sành công nghệ cho rằng tính năng này có khả năng nhận diện ngay khi để nó trên một mặt phẳng, tắt màn hình và để chế độ im lặng. Nhiều giả thuyết được đưa ra rằng sản phẩm ra mắt lần này của Apple chính là lời chào tạm biệt đến công chúng bởi sự cạn kiệt ý tưởng của Tim Cook cũng như đội ngũ của ông. Mặc dù vẫn còn hơn một tuần trước ngày ra mắt sự kiện công nghệ gần như là lớn nhất thời điểm này, nhưng chúng ta đã đủ cơ sở để khẳng định về sức hút truyền thông cực lớn mà Apple mang lại. Những ai là tín đồ của iPhone lúc này chắc đang rất là hồi hộp chờ ngày ra mắt sản phẩm lắm đây. Và nó chính thức được xuất hiện vào ngày 12 tháng 9 tới tại bang California. Quý vị đang xem chuyện 22 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Hậu Giang. Mời quý vị đến với những nội dung hấp dẫn tiếp theo của chương trình sau ít phút dành cho quảng cáo. Chiếc xe ba bánh cũ kỹ nhưng chở đầy sách, nơi mong chờ của trẻ em nghèo ở thành phố Jakarta, Indonesia. Vườn bách thảo Hoa Kỳ ở thủ đô Washington DC đang thu hút khách du lịch bởi một bông hoa khổng lồ được mệnh danh là bốc mùi nhất thế giới. Bà giáo làng bỏ tiền thuê giáo viên dạy tiếng Anh miễn phí cho trẻ em nghèo. Thưa quý vị, khi nhắc tới nước Pháp và kinh đô Paris, không mấy không ai biết đến nhà thờ Đức Bà Paris, một di sản thế giới được UNESCO xếp hạng. Đây là một trong những công trình kiến trúc lịch sử mang tính biểu tượng của kinh đô ánh sáng và cũng là công trình lịch sử được tham quan nhiều nhất châu Âu. Thế nhưng sau hơn 850 năm chống chọi với thời gian, mưa nắng và ô nhiễm môi trường, công trình lịch sử này đã xuống cấp nghiêm trọng. Mỗi năm, nhà thờ Đức Bà Paris đón khoảng từ 12 đến 14 triệu người tham quan. Trải qua thời gian, nắng mưa của thiên nhiên, ô nhiễm của môi trường, hiện nhiều bức tường đã bị mủng, dở. Chóp nhọn hình mũi tên trên mái nhà thờ cũng cần được thay mới. Nhà thờ Đức Bà Paris có được 2 triệu euro, cộng với số tiền được các nhà hảo tâm đóng góp là khoảng 4 triệu euro cho công tác bảo trì mỗi năm. Mặc dù vậy, danh sách những công việc cần làm tại di tích lịch sử này vẫn còn quá nhiều, trong khi ngân sách lại không đủ. Đây là việc khẩn cấp bởi nguồn quỹ từ chính phủ không đủ. Nhà thờ cần 100 triệu euro, tương đương 120 triệu đô la Mỹ trong vòng 20 năm tới để tu sửa. Có nhiều khu vực đang bị hư hại nghiêm trọng. Hiện quỹ tương lai di sản Paris muốn người Pháp ý thức được rằng họ đang sở hữu một di sản hiếm có và nhấn mạnh rằng mặc dù ban đầu nhà thờ được xây dựng cho các tín đồ Thiên Chúa, nhưng giờ đây nhà thờ Đức Bà Paris mở cửa đón chào tất cả mọi người. Vì thế, để cứu nhà thờ, giờ không còn con đường nào khác là kêu gọi sự đóng góp của các nhà hảo tâm. Thưa quý vị, chở đầy sách và truyện tranh, chiếc xe có tên là Bemo của ông Sutino Hadi được coi như là một thư viện di động phục vụ sách truyện miễn phí cho trẻ em sống tại các khu phố nghèo. Không chỉ có sách truyện, Bemo còn là một rạp chiếu phim tạm thời, chiếu các bộ phim mang tính giáo dục và giúp đỡ trẻ em nghèo ở Jakarta tăng thêm kiến thức. Mỗi buổi sáng, ông Sutino Hadi, hay còn gọi là Kinong, đều lái chiếc xe ba bánh của mình mang sách và truyện đến khu phố nghèo ở Jakarta. Độc giả của ông hầu hết là những đứa trẻ trong độ tuổi từ 7 đến 12, và ngày nào chỉ cần nghe tiếng xe quen thuộc là lũ trẻ lại ùa ra để được đắm mình trong những câu chuyện. Nhờ có tủ sách này, chúng em sẽ có nhiều kiến thức và trở nên thông minh hơn. Dù chỉ là một hoạt động tự phát, nhưng ông Hadi cũng hy vọng sẽ nhận được thêm nhiều sự giúp đỡ, thậm chí có thể mở rộng mạng lưới thư viện di động này ra khắp thành phố. Không chỉ có sách truyện, chiếc xe Bemo của ông Sutino Hadi còn là một rạp chiếu phim di động, chiếu những bộ phim mang tính giáo dục
giúp đỡ các trẻ em nghèo ở thành phố Jakarta mở mang thêm kiến thức. Trong những ngày gần đây, người dân ở nhiều nước đang đổ xô đến vườn bách thảo Hoa Kỳ ở thủ đô Washington DC để mà chiêm ngưỡng loài hoa được mệnh danh là bốc mùi nhất thế giới. Bởi tuy sở hữu một vẻ đẹp yêu kiều và sặc sỡ hơn cả những bông hoa mà chúng ta thường thấy, nhưng mà loài hoa đặc biệt này lại chỉ nở có vài ngày ngắn ngủi cùng với mùi hương đặc trưng khó tả. Dịp nở hoa của loài hoa cao tới 2,5 mét này được nhiều du khách đặc biệt ưa thích, bởi đây là lần đầu tiên mà vườn bách thảo Hoa Kỳ có tới 3 bông hoa xác chết nở cùng một lúc trong suốt 12 năm qua. Loài hoa này có nguồn gốc từ những khu rừng nhiệt đới ở quần đảo Sumatra, Indonesia, chỉ nở hoa trong vòng 2-3 ngày ngắn ngủi. Không chỉ là một trong những loài hoa cổ nhất thế giới, nó còn được xem là siêu hoa trong giới thực vật khi có thể cao tới 3 mét với đường kính lên tới 1,2 mét. Thưa quý vị, trong xu hướng hội nhập với thế giới, việc học tiếng Anh để giao lưu với bạn bè quốc tế là việc không phải xa lạ gì ở các thành phố lớn. Thế nhưng ở một làng quê tận miệt vườn sông nước miền Tây, có một lớp học tiếng Anh vẫn ngày ngày mở cửa đón những em học sinh và cả những người nông dân, công nhân đến học. Điều đặc biệt, đây là lớp học tiếng Anh hoàn toàn miễn phí do một bà giáo làng đã nghỉ hưu lập nên. Dù bước vào cái tuổi thất thập cổ lai hy, nhưng bà giáo làng Đặng Thanh Hương, 78 tuổi, ở ấp 3, xã Tân Thạch, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre, vẫn đứng ra vận động con cháu trong gia đình góp tiền thuê giáo viên về dạy tiếng Anh miễn phí cho trẻ em, công nhân ở địa phương. Bằng tấm lòng yêu nghề, mến trẻ của một người từng đứng trên bục giảng, bà giáo già này đã chấp cánh ước mơ cho nhiều người ở vùng quê nghèo khó. Miền Tây Nam Bộ, vùng đồng bằng xanh thẳm với những làng quê miệt vườn trù phú là mê mẩn du khách bốn phương. Sau lũy tre làng, nơi du lịch đang từng ngày phát triển là những người nông dân chất phác bắt đầu làm du lịch dịch vụ. Nên làm nghề du lịch nay 10 năm rồi, nhưng cũng tiếng Anh thì đó trước mình chưa hành thạo nên nó nói cũng hơi bập bẹ, hơi không chưa gần gì lắm. Rồi nhờ cái lớp học Anh văn của bà Năm vậy, nhờ mình mà Năm mới kêu gọi lên học thì mình cũng biết vài tiếng chút đỉnh để tiếp xúc với khách. Khi mà khách hỏi mình, nhiều người ta nhà nghèo, người ta không có khả năng đứa con đi học tới trường á, thì nhờ bà Năm mở lớp học thì người ta lên đăng ký. Người mà chị lái đò vừa nhắc đến không ai khác chính là bà Đặng Thanh Hương, bà giáo làng mà cả vùng Tân Thạch này ai ai cũng biết. Thấy công nhân và những đứa trẻ ở vùng quê nghèo không có điều kiện đi học tiếng Anh, trong khi du lịch quê hương đang từng ngày phát triển, bà đã vận động con cháu trong gia đình góp kinh phí để mở lớp học miễn phí, với mong mỏi bất kỳ ai cũng có điều kiện giao tiếp với khách du lịch nước ngoài. Tôi thấy là tại hồi nhỏ tôi đi học cũng ở vườn, ở nhà này nè, đi học bên Mỹ khó khăn lắm, cực khổ. Rồi bây giờ mình thấy cũng muốn giúp người ta có phương tiện để người ta học tới nơi tới chốn. Có nhiều cô than nơi con muốn học lắm mà gia đình nghèo, không đi học được, đi học phí rồi cao đó, phải buôn bán. Nên được học miễn phí thì mấy cũng mừng lắm. Muốn học để đặng mà nâng cao trình độ lên, đặng xin việc làm mà cho nó dễ. Mấy cũng thấy thương lắm. Hơn một năm qua, lớp học tiếng Anh miễn phí này được mở cửa đều đặn từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Không chỉ là những em học sinh nhỏ tuổi, lớp học đặc biệt này có đông đủ mọi thành phần nghề nghiệp khác nhau. Dù không trực tiếp giảng dạy, nhưng hàng ngày bà giáo già vẫn lặng lẽ theo dõi từng bước đi của cả thầy và trò trong lớp. Nhìn mọi người hồn nhiên, ham học, bà như được sống lại những năm tháng cầm phấn tràn đầy nhiệt huyết ngày xưa. Có thể là xuất phát điểm của cô Năm cũng là một giáo viên, nên khi mà đã về hưu rồi thì cái lòng nhiệt huyết của cô Năm vẫn còn. Và khi cô Năm không thể đứng trên bục giảng tiếp tục nữa thì cô Năm sẽ truyền lửa cho tụi em, những giáo viên trẻ thì có thể tiếp lửa cô Năm để dạy tiếng Anh cho các bạn học viên ở đây được tốt hơn. Con cảm ơn bà Năm vì bà Năm đã mở cho con một cái lớp học tiếng Anh để con học giỏi hơn. Tốt nghiệp sư phạm năm 1961,
nhưng vì hoàn cảnh nên sau giải phóng, bà đành từ giã buộc giảng để trở về quê nhà chăm nom mẹ già đau yếu. Trong sâu thẳm đáy lòng bà giáo già này, tâm huyết dành cho nghiệp gõ đầu trẻ vẫn còn nhiều lắm. Tôi lớn tuổi rồi, tôi muốn phục vụ xã hội lắm, mà tôi muốn làm gì theo khả năng của tôi. Mà thấy mấy đứa nó học rồi vậy nó mừng. Cái có nhiều đứa đi học nó, con đi học nhiều nơi lắm, mà có ở chỗ này là thấy là phát âm chuẩn nhất, nên con thích học ở đây dữ lắm. Tuổi già, bóng xế, giờ đây nhìn đám trẻ và công nhân trong vùng chăm chỉ học tiếng Anh, bà Hương cảm thấy mãn nguyện và hạnh phúc. Bà mong rằng sẽ duy trì lớp học lâu bền để chấp cánh ước mơ cho nhiều lớp trẻ vươn mình hội nhập ở vùng quê miệt thứ này. Những lớp học nghĩa tình từ những con người luôn dạt dào tình cảm như thế luôn có sức hút lạ thường. Chính tâm quyết đó thì những người được học cũng sẽ vô cùng trân quý. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chuyện 22 giờ hôm nay. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.